soi kèo Chile và Argentina 8 giờ ngày 26 tháng 6. Được kỳ vọng nhiều sẽ mang về 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu mở màn của mình trước tuyển Peru. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Ricardo Gareca chỉ có được vỏn vẹn một điểm khi đã để cho đối thủ cầm hòa trong trận cầu tẻ nhạt không bàn thắng. Dẫu cho không để thua, nhưng kết quả vừa kể trên rất dễ khiến cho đội tuyển Chile phải bị loại ngay từ vòng bảng. Bởi ngay ở trận đấu sắp tới đây, họ sẽ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới Argentina. Đây có thể coi là hung thần của tuyển Chile, bởi trong hai lần chạm mặt nhau với Argentina trước đó, họ vẫn chưa từng biết đến cảm giác chiến thắng là gì, khi chỉ biết đến hòa và thua. Rõ ràng, với phong độ yếu kém như hiện nay, thì cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Ricardo Gareca có thể tạo nên bất ngờ trước Argentina gần như là không nhiều. Cần biết trong 10 trận đấu gần đây nhất, tuyển Chile chỉ mới mang về 3 chiến thắng trên mọi mặt trận. Phía bên kia chiến tuyến, không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Argentina đã không gặp quá nhiều khó khăn để mang về cho mình chiến thắng 2-0 trước Canada. Với 3 điểm vừa có được, thì đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni đang là cái tên sáng cửa nhất cho chiếc vé đi tiếp vào vòng 16 đội. Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, Argentina đang dẫn đầu bảng A với 3 điểm, hiện đang bỏ xa 2 vị trí xếp sau của Peru và đối thủ Chile ở trận đấu này là 2 điểm. Vì vậy, chỉ cần giành lấy chiến thắng trước Chile thì nhà đương kim vô địch thế giới chắc chắn sẽ giành quyền đi tiếp sớm hơn một vòng đấu. Và để làm được điều đó, sẽ không phải là chuyện gì quá khó đối với thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni. Bởi ngay lúc này tuyển Argentina đang có phong độ vô cùng khủng khiếp. Cụ thể, họ đã trải qua 6 trận toàn thắng trên khắp mọi mặt trận. Và nếu tính xa hơn thì Argentina đã thắng đến 9 trong 10 trận gần nhất. Với phong độ đang rất thăng hoa như hiện nay, thì chỉ cần Argentina thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng trước Chile sẽ không phải là việc gì quá khó đối với đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Soi kèo Chile với Argentina. Không chỉ đang thăng hoa ở thành tích gần đây, mà tuyển Argentina cũng đang là cái tên uy tín ở kèo châu Á trong lòng giới mộ điệu. Tính đến thời điểm này, Argentina vẫn chưa để thua kèo trong 6 trận đấu gần nhất, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Trong khi đó, Chile đang là cái tên thiếu sự ổn định với 3 trận thắng và để thua 3 trận với số trận tương tự. Vì vậy, với việc Argentina đang chấp Chile một trái trong trận đấu này, thì nhiều khả năng nhà đương kim vô địch thế giới sẽ làm gỏi đối thủ. Đừng quên ở lần chạm mặt nhau gần nhất, Argentina đã toàn thắng trước Chile trên mọi phương diện. Từ thành tích cho đến cả kèo chấp. Soi kèo tài xỉu Chile với Argentina. Dẫu cho đã nói Argentina sẽ làm gỏi Chile ở kèo châu Á, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc họ sẽ thắng với cách biệt quá 2 bàn. Đừng quên, mặc dù Chile thi đấu không quá ấn tượng, nhưng hàng phòng ngự của họ cũng đang chơi không đến nỗi tệ, khi chỉ mới để lọt lưới 10 bàn sau 10 sau trận gần nhất. Và điều này cũng đang xảy ra tương tự với Argentina, khi đội bóng này chỉ mới phải nhận 4 bàn thua sau 10 trận gần nhất. Vì vậy, thật khó để kết quả ở trận này xuất hiện quá 2 bàn thắng và sẽ về xỉu ở kèo 2 trái 2 trái rưỡi cả trận. Còn một điều nữa mà giới mộ điệu cũng cần nên biết, đó là kết quả 3 trong 4 lần gặp nhau gần nhất giữa Chile và Argentina đã về xỉu. Dự đoán kết quả Chile với Argentina, dự đoán tỷ số 0-2, dự đoán tỷ lệ châu Á Argentina chấp 1 trái, dự đoán tỷ lệ tài xỉu 2 trái 2 trái rưỡi cả trận.